Nếu phát hiện ra người ngoài hành tinh, thế giới sẽ biến thành như thế nào? Câu trả lời là máy chủ web sẽ sập, thị trường cổ phiếu sẽ lao dốc. Bạn có thể sẽ hỏi, cổ phiếu và website thì liên quan gì đến người ngoài hành tinh? Theo lẽ thường, chẳng phải cả thế giới sẽ chìm trong niềm hân hoan sao? Lần này bạn đoán đúng rồi. Chắc chắn sẽ như vậy. Từ khóa người ngoài hành tinh sẽ khiến máy chủ website toàn cầu tê liệt trong thời gian cực ngắn. Sau cơn cuồng nhiệt ngắn ngủi, cổ phiếu tài chính sẽ bị bán tháo, gây ra sụp đổ. Bạn thấy vậy là quá phóng đại chăng? Đến hôm nay, nhiều người vẫn cho rằng người ngoài hành tinh chỉ là khoa học viễn tưởng. Nhưng giới khoa học đã có đồng thuận từ lâu. Sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất gần như là điều tất yếu. Dải Ngân Hà có khoảng 250 tỷ ngôi sao. Dù cho xác suất xuất hiện sự sống thông minh thấp đến 1 trên 1 triệu, thì trong ngân hà cũng phải có hàng trăm nền văn minh. Tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ đã có hai phiên điều trần công khai về UAP. Dù các phiên điều trần này chưa xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất, thì chúng đã đưa việc tìm kiếm người ngoài hành tinh ra khỏi phạm vi chuyện đồn đại và đặt thẳng vào chương trình nghị sự khoa học chính thức của các quốc gia. Hãy nhớ lại lời cảnh báo khi còn sống của Hawking. Đừng trả lời. Đừng trả lời. Đừng trả lời. Rốt cuộc, ông sợ điều gì? Điều ông sợ có lẽ không phải người lùn da xanh trong tưởng tượng của chúng ta, mà là một dạng tồn tại mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Xin chào người trái đất. Chào mừng đến với Nusik. Hôm nay, chúng ta làm một thí nghiệm tư duy. Giả sử ngay trong giây tiếp theo, kính thiên văn FAST của Trung Quốc và SETI của Mỹ đồng thời nhận được một tín hiệu có quy luật rõ ràng đến từ cách 1.200 năm ánh sáng và 100% không thể giải thích bằng hiện tượng tự nhiên, thế giới của chúng ta sẽ lập tức biến thành như thế nào? Tôi nói cho bạn biết, hoàn toàn không đơn giản như một màn ăn mừng toàn cầu đâu. Đây sẽ là cơn lốc quét qua khoa học, tôn giáo, chính trị và cả nội tâm của từng con người. Và tất cả những điều này không phải viển vông. Nó dựa trên các lý thuyết được giới khoa học chủ lưu thừa nhận, các khung tham chiếu và kết luận nghiên cứu của các cơ quan uy tín cùng những quan điểm học thuật của các nhà khoa học hàng đầu. Hãy chia toàn bộ thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phản ứng toàn cầu. Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 7, khi tin tức được công bố, toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Nhưng sự cuồng nhiệt đó có thể không kéo dài nổi 24 giờ. Bởi ngay sau đó, một hệ thống mà chúng ta sống dựa vào sẽ sụp đổ trước tiên, đó là thị trường tài chính toàn cầu. Các mô hình dự báo kinh tế do con người xây dựng vào khoảnh khắc ấy sẽ đồng loạt mất hiệu lực. Cổ phiếu, hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối sẽ đối mặt với biến động chưa từng có. Những con số tài sản trong tài khoản của bạn có thể sẽ trải qua các dao động dữ dội ngoài sức tưởng tượng chỉ trong thời gian cực ngắn, thậm chí đứng trước nguy cơ bị tái định hình. Vì sao lại như vậy? Khi biết rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ, chẳng phải đáng mừng sao? Vậy hãy thử tưởng tượng, bạn là một nhà quản lý quỹ đầu tư. Tất cả các mô hình đầu tư của bạn đều được xây dựng trên tiền đề rằng trái đất chỉ có con người. Bỗng nhiên, một biến số người ngoài hành tinh rơi xuống, toàn bộ mô hình lập tức trở nên vô dụng. Kết quả là thị trường chứng khoán Mỹ và các sàn giao dịch toàn cầu cùng với thị trường ngoại hối, hợp đồng tương lai sẽ phải hứng chịu chuỗi ngắt mạch liên hoàn khủng khiếp nhất trong lịch sử. Tài sản của bạn, những con số trong tài khoản có thể biến thành những ký hiệu trừu tượng vô nghĩa chỉ sau một đêm. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Vậy phản ứng đầu tiên của các chính phủ sẽ là gì? Chắc chắn không phải là bật sâm banh ăn mừng, mà là ngay lập tức kích hoạt kế hoạch phòng thủ hành tinh ở cấp cao nhất. Tất cả các cường quốc hạt nhân sẽ lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Những lực lượng răn đe chiến lược ẩn sâu trong núi hoặc dưới đáy biển sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giới chưa từng có. Họ định tấn công người ngoài hành tinh sao? Không hẳn, điều này giống như một kiểu răn đe trong rừng đen hơn. Hãy tưởng tượng một ký túc xá. Vài sinh viên trong phòng đều có súng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của một sinh vật lạ. Phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là gì? Chắc chắn là giương súng chĩa thẳng vào cửa. Nhưng đồng thời, khóe mắt của bạn sẽ không rời khỏi những người bạn cùng phòng cũng đang cầm súng. Bởi kẻ nguy hiểm nhất có khi không phải là con quái vật ngoài cửa, mà là người ngay bên cạnh lợi dụng hỗn loạn để nổ súng trước. Chuỗi nghi kỵ giữa các quốc gia sẽ hình thành trước hết ngay trong nội bộ loài người. Vậy còn người dân bình thường như chúng ta thì sao? Tích trữ đồ ư? Nghĩ thế thì tầm nhìn còn quá hẹp. Lần này chúng ta sẽ chứng kiến hai vụ bùng nổ song song. Một là bùng nổ tin đồn, hai là sụp đổ niềm tin. Trên Internet, vô số nhóm giải mã tín hiệu ngoài hành tinh tự xưng sẽ mọc lên như nấm. Tốc độ lan truyền tin đồn sẽ nhanh gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần virus. Đồng thời, tất cả các tôn giáo hiện hữu sẽ phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng nhất kể từ khi hình thành. Liệu Thượng Đế chỉ tạo ra loài người thôi sao?
Câu hỏi tận cùng này sẽ khiến toàn bộ niềm tin xã hội lung lay, sụp đổ và được tái định hình. Một số tư tưởng và hệ thống tín ngưỡng mới lạ có thể sẽ trỗi dậy chỉ sau một đêm. Còn giai đoạn thứ hai là giải mã vực sâu, từ tháng đầu tiên đến năm đầu tiên sau khi tin tức được công bố. Khi thế giới đã qua cơn hỗn loạn ban đầu, tâm điểm toàn cầu sẽ chuyển sang giới khoa học. Họ nắm trong tay đoạn tín hiệu đến từ nơi sâu thẳm của vũ trụ. Việc đầu tiên họ sẽ làm là gì? Gửi lời chào, các bạn khỏe không ư? Không phải. Bước đầu tiên sẽ giống như các nhà khảo cổ khi đối mặt với một cuốn thiên thư cổ đại, họ sẽ bắt đầu công việc giải mã đầy gian nan. Thế nhưng, rất có thể chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được nội dung đó. Tại sao? Chẳng phải người ta vẫn nói toán học và vật lý là ngôn ngữ chung của vũ trụ sao? Về nguyên tắc là như vậy, nhưng ngôn ngữ của nền văn minh ngoài hành tinh có thể được xây dựng dựa trên nền tảng của toán học đa chiều. Lấy ví dụ thế này, một sinh vật chỉ sống mãi trong thế giới hai chiều, liệu có thể thực sự hiểu được khái niệm về một vật thể ba chiều không? Tương tự, chúng ta, những sinh vật ba chiều, làm sao có thể thực sự hiểu được cấu trúc tư duy kiểu chai Klein kia chứ? Tín hiệu mà họ gửi đến có thể không phải là lời xin chào, mà là một mô hình hình học đa chiều mà não bộ con người hoàn toàn không thể xử lý. Điều đó chẳng khác nào đưa cho bạn một cuốn thiên thư mà ngay cả việc nhận ra đó là một cuốn sách bạn cũng không làm được. Vậy chúng ta có thể từ tín hiệu đó mà phán đoán họ là thiện hay ác không? Gần như là không thể. Thiện và ác là những khái niệm đạo đức của loài người và có thể hoàn toàn không áp dụng được cho một loài khác biệt hoàn toàn. Nhưng có một chỉ số khiến người ta dùng mình có thể giúp ta đánh giá được sức mạnh của họ. Đó chính là quê hương của họ nằm ở đâu và nền văn minh của họ đã phát triển đến trình độ nào. Ở đây phải nhắc đến một khái niệm khoa học nổi tiếng, chỉ số Kardashev. Chỉ số này chia các nền văn minh thành 3 cấp độ. Nền văn minh cấp độ 1 có thể khai thác toàn bộ năng lượng của hành tinh mẹ. Nền văn minh cấp độ 2 có thể sử dụng năng lượng của toàn bộ hệ sao. Còn nền văn minh cấp độ 3 có thể điều khiển năng lượng của cả một thiên hà. Nếu các nhà khoa học phát hiện ra rằng tín hiệu đến từ một thiên hà đã đạt đến cấp độ 2, điều đó đồng nghĩa họ là một nền văn minh thần thánh, có thể dễ dàng thao túng các ngôi sao. Đối với một nền văn minh coi ngôi sao như pin sạc dự phòng, chúng ta trong mắt họ có lẽ thậm chí còn không bằng loài kiến. Cùng lắm chỉ là một hòn đá nhỏ nằm cạnh tổ kiến mà thôi. Vậy thì, giả thuyết cuối cùng là gì? Rất có thể chính là quy tắc rừng tối mà Lưu Từ Hân đề xuất trong tiểu thuyết Tam Thể. Dù đây chỉ là một khái niệm trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng cốt lõi của nó được xây dựng trên lý thuyết trò chơi và suy luận lạnh lùng của vũ trụ học, và nó đã khiến giới khoa học phải suy ngẫm và tranh luận rộng rãi. Hãy thử tưởng tượng, vũ trụ giống như một khu rừng đen vô tận. Mỗi nền văn minh đều là một thợ săn mang súng. Họ phải lặng lẽ ẩn mình giữa rừng như những bóng ma, bởi họ biết rằng khắp khu rừng đều có những kẻ săn mồi khác giống mình. Nếu phát hiện sự sống khác, họ chỉ có thể làm một việc duy nhất là tiêu diệt nó trước. Tại sao nhất định phải nổ súng? Chẳng lẽ không thể làm bạn sao? Câu trả lời rất lạnh lùng. Không thể. Vì có hai định luật xã hội học vũ trụ. Thứ nhất, sinh tồn là nhu cầu cơ bản nhất của mọi nền văn minh. Thứ hai, nền văn minh luôn không ngừng phát triển và mở rộng, trong khi tổng vật chất trong vũ trụ lại là cố định. Và khi thêm vào hai chất xúc tác chết người, một là chuỗi nghi kỵ. Tôi không thể phán đoán bạn là thiện hay ác, bạn cũng không thể phán đoán tôi. Hơn nữa, bạn cũng không thể biết tôi cho rằng bạn là thiện hay ác. Một vòng lặp vô tận. Hai là bùng nổ công nghệ. Một nền văn minh yếu hơn có thể vượt mặt bạn chỉ trong vài trăm năm. Vì thế, lựa chọn an toàn nhất, hợp lý nhất là khi tôi phát hiện ra bạn và trước khi công nghệ của bạn bùng nổ, tôi phải ra tay trước. Phát hiện là tiêu diệt. Bây giờ đến giai đoạn thứ ba, sự thật tối hậu. Đây là tác động dài hạn. Theo thời gian, khi chúng ta nghi kỵ về các nền văn minh ngoài kia trong bóng tối, tấm gương ấy rốt cuộc phản chiếu lại chính chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ về một câu hỏi còn rợn người hơn. Nếu họ đã sớm phát hiện ra chúng ta, chỉ là không thèm để ý đến chúng ta thì sao? Điều này dẫn đến một thí nghiệm tư duy nổi tiếng khác. Giả thuyết vườn thú, còn gọi là thuyết phòng thí nghiệm. Giả thuyết cho rằng, có lẽ trái đất là một khu bảo tồn tự nhiên hoặc phòng thí nghiệm xã hội do một nền văn minh cao cấp dựng nên. Họ đặt ra các quy tắc, lặng lẽ quan sát nền văn minh loài người, giống như chúng ta quan sát xã hội loài kiến. Vậy do gì tín hiệu lần này là tai nạn? Hay là thí nghiệm về nền văn minh của chúng ta đã bước sang giai đoạn quan sát tiếp theo? Vậy, khi phát hiện sự tồn tại của người ngoài hành tinh, liệu nhân loại có đoàn kết lại không? Trong ngắn hạn, dưới mối đe dọa bên ngoài, có thể sẽ xuất hiện một kiểu đoàn kết mong manh theo thế cân bằng răn đe. Nhưng về lâu dài,
khả năng lớn hơn là xảy ra một cuộc phân hóa tối hậu bắt nguồn từ chiến lược sinh tồn của các nền văn minh. Thế giới có thể tách thành hai phe lớn, phe hồi đáp và phe yên lặng. Phe hồi đáp lạc quan sẽ cho rằng đây là cơ hội để nền văn minh nhân loại bứt phá, phải bằng mọi giá thiết lập liên lạc với nền văn minh ngoài trái đất. Còn phe yên lặng thì ngược lại, họ kiên quyết yêu cầu toàn cầu giữ yên lặng, thậm chí coi mọi nỗ lực gửi hồi âm là hành vi phản bội toàn nhân loại, và chủ trương áp dụng những biện pháp cực đoan nhất để ngăn chặn. Đây sẽ là cuộc chiến ý thức hệ căn nguyên nhất trong lịch sử loài người. Câu hỏi cuối cùng, tất cả những điều này có ảnh hưởng thực tế nhất nào tới đời sống của bạn và tôi? Câu trả lời có thể là hai mặt, bùng nổ công nghệ và khủng hoảng ý nghĩa tồn tại. Một mặt, nếu trong tín hiệu thực sự ẩn chứa tri thức vật lý vượt xa hiểu biết của chúng ta, thì nó có thể kích hoạt một cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có. Năng lượng, y học, khoa học vật liệu đều có thể đạt đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng mặt khác, khi chúng ta biết chắc rằng mình rất đỗi bình thường trong vũ trụ, thậm chí còn thuộc nhóm yếu thế, niềm kiêu hãnh tích lũy hàng ngàn năm, ý nghĩa của nỗ lực phấn đấu, động lực sáng tạo và những nền tảng đức tin đều cần được viết lại. Vậy nên hãy quay lại câu hỏi ban đầu. Cảnh báo, đừng trả lời của Hawking có lẽ thật sự không phải chuyện hù dọa. Việc phát hiện người ngoài hành tinh tuyệt đối không chỉ là một cuộc tiếp xúc loại 3 đơn giản. Nó giống như một tấm gương vũ trụ soi vào nơi sâu thẳm nhất của nền văn minh. Và điều nó phản chiếu đầu tiên chính là nỗi sợ hãi nơi sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta, sự nghi kỵ, trí tuệ và tiềm năng đoàn kết. Đây có thể là một thảm họa, cũng có thể là một lễ trưởng thành. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu ngày ấy thật sự đến, chúng ta sẽ không còn là chính mình của ngày hôm qua. Chúng ta, những đứa con của trái đất, sẽ lần đầu tiên đối diện với đại dương sao sâu thẳm vô tận kia một cách cô độc nhưng với tư cách là một chính thể. Còn trước khi điều đó xảy ra, hãy trân trọng từng phút giây của thời đại mà chúng ta vẫn còn tin mình là độc nhất trong vũ trụ. Được rồi, câu hỏi tối hậu xin dành cho bạn. Nếu nút bấm nằm trong tay bạn, bạn sẽ chọn chủ động hồi đáp hay mãi mãi yên lặng? Hãy để lại lựa chọn và lý do của bạn ở phần bình luận. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.